Một trong những câu nói mà đàn ông thích nghe nhất bởi con gái đấy là cái câu là cuối tuần này để em trông con nhé, anh đi chơi với bạn đi. Và một cái câu nói mà cũng khiến con gái hạnh phúc nhất từ đàn ông đấy là cái câu nói là cuối tuần này để anh trông con nhé, em đi chơi với bạn đi. Đó, hai câu này đều là hai cái câu mà người đàn ông và người phụ nữ của bạn rất là kỳ vọng để lắng nghe được. Cho nên nếu như mà mình muốn làm cho họ hạnh phúc ý, thì đôi khi đàn ông sẽ nói với cô gái của mình như vậy, tạo điều kiện để cô gái của mình đi chơi và có cuộc sống riêng của cô ấy. Chứ không phải là cô ấy lấy chồng rồi thì cô ấy chỉ có cái cuộc sống là chăm con thôi, không có ngóc đầu lên được để mà tận hưởng cuộc sống. Và đôi khi phụ nữ thì cũng không nên quá khắt khe với người đàn ông của mình, để đôi lúc là ủng hộ cho quyết định là đi ra ngoài đôi khi nhậu một tí hoặc là tụ tập bạn bè một tí cho anh ấy vui. Đó, thì đấy là cái cách mà cả hai bạn đều cho nhau những niềm vui sau hôn nhân đấy. Đương nhiên sẽ có những cuối tuần mà mình phải dành cho nhau, đúng không? Để cả nhà cùng đi chơi, nhưng không phải là tuần nào cũng như vậy. Và đôi khi hãy nói với họ một cái câu như thế này, để cả hai biết rằng các bạn vẫn còn có một cuộc sống riêng ở đấy và luôn luôn có sự ủng hộ của đối phương trong việc là làm cho các bạn hạnh phúc.